Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Minh Long Ô Tô. Đã bước qua một tháng mới rồi, giá xe tại Việt Nam có tăng và có giảm. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật tất cả các dòng xe tại Minh Long Ô Tô để cho anh em tham khảo, để chúng ta chuẩn bị một chiếc xe phù hợp với mình hơn. Và đầu tiên thì có thể được kể đến một mẫu xe chuyên đi du lịch. Sắp tới mùa hè rồi anh em, chúng ta lựa chọn một chiếc xe đi du lịch cho gia đình, để cho những chuyến đi xa. Thì không ai khác mà phù hợp hơn chiếc CB15X này với kiểu dáng Adventure. Rất là đặc biệt luôn, để cho anh em chúng ta đi thoải mái và khám mọi địa hình. Và đặc biệt là tại Minh Long Ô Tô đang hỗ trợ khuyến mãi dòng xe này chỉ còn lại 76 triệu đã bao gồm VAT nha anh em. Là anh em có thể cầm hồ sơ chúng ta đi tự đăng ký biển số được rồi. Gồm 3 phiên bản màu, thứ nhất là màu xanh, thứ hai là màu đen và thứ ba là màu đỏ. 3 phiên bản này giá bằng nhau đó. Tiếp theo thì mời anh em chúng ta tham khảo những cái dòng xe mô tô ở bên mình đang hỗ trợ khuyến mãi nha anh em. Thì có thể kể đến một cái dòng xe mô tô cổ điển cà phê. Đó, đây là mẫu 250 phân khối T-Win V1. Hiện tại mẫu xe này là của hãng GBX, rất là thành công về mẫu xe cổ điển. Với giá hiện tại cũng đang giảm giá bên mình luôn anh em, chỉ có tầm khoảng 73 triệu thôi đã sở hữu được một em cổ điển Classic này. Đây có hải quan chính ngạch luôn nha anh em. Anh em không sợ hoặc là lo lắng về hồ sơ hải quan mình không được đăng ký. Ga cà vẹt, ga biển số cho anh em cực kỳ dễ dàng như đăng ký mỗi chiếc xe bình thường. Cái thứ hai thì anh em có thể thấy là bên mình đang có mẫu xe XSR đang làm nổi trội tại thị trường Việt Nam với kiểu dáng cổ điển nguyên khói luôn. Anh em sẽ không cần thêm bất cứ chi phí nào để chúng ta độ lại một cái mẫu xe cổ điển nữa, mà nó đã có nguyên form cho anh em luôn rồi. Với động cơ là 155, anh em vừa đi phố đi phượt rất là ok luôn. Với giá hiện tại có dao động theo màu nha anh em. Đây là các phiên bản mẫu 2022 bên mình, với màu bạc và màu xanh hiện tại chỉ có 77 triệu bao gồm VAT. Màu đen có nét mạnh mẽ hơn tí xíu, chúng ta sẽ giá cao hơn, giá chênh lệch hơn so với màu này là 77 triệu 500, đã bao gồm VAT nha anh em. VAT tức là đã có thuế để anh em tự đăng ký biển số rồi. Nhiều chỗ người ta chỉ báo giá xe thôi, chưa có thuế này nọ. Khi mà anh em ra cửa hàng thì sẽ nhiều chi phí nữa sẽ làm cho anh em, nên anh em mua xe hãy hỏi kỹ cửa hàng giá đã có VAT chưa nha. Còn bên mình bảo đảm cho anh em là giá đã VAT để anh em có thể tự đăng ký biển số được rồi. Tiếp theo là bên mình đang có một mẫu Nextbike cực kỳ thể thao cho bạn học sinh sinh viên luôn, đó chính là MT15. Với mẫu này thì các bạn sẽ có một cái di động cao, một bình xăng lớn để chúng ta vừa đi phố vừa đi chơi thoải mái. Và hiện tại giá cũng đang khuyến mãi bên mình luôn. Hiện tại em này chỉ còn lại 66 triệu 800 bao VAT dành cho anh em. Wow, một mức giá cực kỳ hợp lý cho sinh viên học sinh luôn ha các bạn. Tiếp theo bên mình có mẫu Sportbike này được nhập nguyên chiếc nội địa Thái Lan. Đó là chính hãng GBX. Xe này là 200 phân khối nha. Một mẫu có thể nói là thiết kế bề ngoài rất là hầm hố luôn. Cực kỳ thể thao, cực kỳ mạnh mẽ nam tính luôn. Và hiện tại mẫu này bên mình đang khuyến mãi chỉ còn có 61 tới 62 triệu. 61 tới 62 triệu thì anh em đã có VAT để sở hữu một chiếc xe Sportbike cực kỳ mạnh mẽ luôn, đúng không anh em? Đó, với mẫu xe là 200cc nha anh em. Ngoài ra bên mình cũng đang có nhiều cái chương trình ưu đãi cho các dòng xe phổ thông, để anh em tham khảo chúng ta đi những xe nhỏ hợp với dáng mình hơn. Đó, bên mình hiện tại có dòng xe Taiga Honda Beat 110 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia luôn. Thì anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có thiết kế phía trước nè. Đây là thiết kế bắt gắn biển số trước quen thuộc khi mà anh em mua xe Indonesia. Hiện tại giá Honda Beat này bên mình có hai phiên bản ha. Bản tắt máy 3 giây hiện tại là 39 triệu 900 bao gồm VAT, còn bản không tắt máy 3 giây là 38 triệu 900 bao gồm VAT. Với kiểu dáng gọn nhẹ thể thao, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision đang đội giá tại thị trường Việt Nam, thì mình nghĩ nếu mà anh em đi trong đô thị á, thì với chiếc Beat này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn và công nghệ rất là nhiều. Cái thứ hai thì bên mình đang có những cái dòng xe Taycan kiểu dáng Underbond như là Winner X nè, rồi Mệt Kinh nè. Mệt Kinh này vẫn là 150 thôi anh em. Mệt Kinh là mẫu xe có kiểu dáng tương đồng với lại Accenter 150 ở thị trường Việt Nam, nhưng mà này được nhập nguyên chiếc từ Indonesia nên anh em sẽ có thiết kế biển số trước ở đây. Mình có nói hồi nãy với anh em ha. Mệt Kinh thì anh em sẽ có cái mức giá thì nó ok hơn tí xíu, là 50 triệu 500 bao gồm VAT. Nếu mà anh em ra biển số thành phố đâu đó tầm khoảng 54 triệu 500 thôi, đã có gồm phí biển số và ga cà vẹt ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Và tất nhiên anh em ở tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn.
tỉnh nó sẽ dao động theo huyện, thị xã và thành phố. Thì nếu anh em nào mà ở tỉnh mà ở huyện nữa thì phí số tầm khoảng 2-3 triệu thôi. Đó, thì anh em đã sở hữu được chiếc Mercedes này rồi. Nếu mà anh em ở tỉnh thì nó dao động tầm khoảng 52-53 nha anh em ơi. Ngoài ra bên mình có dòng Sachia. Sachia này nó sẽ có hai loại nha anh em. Loại thứ nhất là loại nhập khẩu tư nhân, cái thứ hai là nhập khẩu chính hãng. Nhập khẩu chính hãng thì anh em sẽ có cái phần mà xi nhan sẽ nó rời nằm dưới đây do đăng kiểm Việt Nam, còn tư nhân là nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Indo có làm sao thì mình bán vậy. Đây có biển số trước này nha anh em. Với mức giá thì hiện tại là nhập khẩu Indonesia thì nó sẽ có tích hợp đèn trước và đèn sau vô cái cụm đèn luôn nha anh em. Hiện tại bên mình đang có giá là tầm khoảng 59.500 cho tới 59.900, cực kỳ rẻ luôn anh em. Đợt trước thì anh em có thể thấy là Sachi chúng ta lên hàng 6X, nhưng bây giờ nó đang tụt dần rồi, để phù hợp, để tiếp cận anh em dễ hơn rất là nhiều. Anh em còn chờ gì nữa, hãy đến ngay Minh Long Ô Tô để chúng ta trải nghiệm thử và đam mê những cái dòng xe Hyper in the Bond này nha. Ngoài ra thì bên mình có một dòng xe số thể thao nữa muốn giới thiệu cho anh em, và cũng đang được nhiều anh em chúng ta ưa chuộng và sử dụng nhiều trong thời điểm gần đây, đó chính là Mio M3. Mio M3 2022 này bên mình có 4 phiên bản màu nha anh em. Thứ nhất là màu trắng nè, thứ hai là màu xanh, thứ ba là màu đỏ và thứ tư là màu đen. Với mức giá tầm khoảng 29.500 tới 29.900 cho một mẫu xe tay ga ở phân khúc 125, cực kỳ rẻ tại thời điểm hiện tại luôn. Đó, để giúp cho anh em chúng ta đi phố, đi chơi, đi phượt cũng rất là thoải mái. Với em này, anh chị em nào chúng ta nhỏ con tầm khoảng 1m5 thì chúng ta vẫn có thể ngồi thoải mái và chống chân thoải mái trên chiếc xe này nha. Cực kỳ thể thao luôn nha. Đó, dòng xe này đang bắt đầu nổi trội tại thị trường Việt Nam nha anh em ơi. Ngoài ra thì bên mình có mẫu xe Honda nhập khẩu từ Indonesia luôn. Mẫu này là mẫu tay ga 110 Genio, cũng là đối thủ trực tiếp với lại Vision luôn em. Khi mà thiết kế cực kỳ là thể thao và nó kiểu dáng như trầm tính đó, nó phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Đó, nữ chạy cũng được, nam chạy cũng được. Với mức giá cũng có hai phiên bản nha, bản tắt máy 3 giây và bản không tắt máy 3 giây. Tắt máy 3 giây là nôm na khi mà anh em chạy nóng máy, anh em dừng xe đột ngột sẽ tạm tắt máy để bảo vệ và tiết kiệm nhiên liệu cho anh em. Anh em chỉ cần vặn ga là chúng ta có thể khởi động xe được rồi. Với giá bản tắt máy 3 giây á, là tầm khoảng 39.900 bao gồm VAT, còn bản không tắt máy 3 giây thì là 38.900 bao gồm VAT. Đó, đã cho anh em tự đăng ký biển số ha. Ngoài ra thì bên mình có các dòng xe mà đang nổi trội tại thị trường Việt Nam cũng như là thị trường Indo, đó chính là Vario 160. Vario 160 cực kỳ hot khi mà được ra mắt luôn, có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà bây giờ Vario đã tiếp cận với nhiều anh em nhiều hơn rồi, với thiết kế thể thao hơn, những cái option trang bị nó tương đồng hơn rất là nhiều, xịn sò hơn là phiên bản 150. Với giá hiện tại chúng ta sẽ có hai phiên bản, bản CBS và bản ABS. Bản CBS thì chúng ta sẽ có 3 màu, màu đen nhám, màu đen bóng và màu đỏ nhám này anh em. Với mức giá hiện tại chỉ có 57.500 bao gồm VAT, 57.500 cực rẻ luôn đúng không anh em. Thế thứ hai thì chúng ta sẽ có phiên bản ABS gồm màu trắng nhám, màu đen nhám và màu đen bóng, cũng 3 phiên bản màu luôn nha. Với mức giá có thể dao động theo màu, là hai màu đen thì chúng ta là 66.000 bao gồm VAT, còn màu trắng này có vẻ đẹp hơn thì nó sẽ giá chênh lệch hơn tí xíu là 66.900 bao gồm VAT nha anh em. Đó, thì cái dòng Vario này rất là nhiều anh em bị mất bẫy khi mà chúng ta báo giá sai. Khi mà anh em hỏi cửa hàng, nhiều cửa hàng sẽ nói giá xe thôi, sẽ không có giá VAT, nên anh em cẩn thận giúp mình. Khi mà hỏi giá xe thì anh em hỏi giá VAT. Rồi tiếp theo bên mình có dòng B-Series cũng là động cơ 160 luôn, đến từ nhà Honda của Indonesia. Hiện tại bên mình có 4 màu nha anh em, màu trắng, màu xanh, màu đỏ và màu đen. 4 phiên bản này thì hiện tại B-Series thì nó sẽ giá sẽ ok hơn so với lại các phiên bản mà tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam. Thì hiện tại tính tới thời điểm bây giờ, giá B-Series vẫn được giữ nguyên 88.000 bao gồm VAT cho các màu đỏ, màu đen và màu trắng, bao gồm VAT chỉ có 88.000 thôi, nó sẽ không có bị chênh lệch hay đổi giá gì nữa. Và trên đây là video mình báo giá cập nhật tháng 7 tất cả các dòng xe tại Minh Long Ô Tô. Anh em còn quan tâm xe nào nữa hoặc là cần tham khảo giá gà biển số ở đâu thì anh em có thể comment ở phía dưới, mình sẽ có nhân viên hỗ trợ cho anh em, hoặc là anh em có thể gọi trực tiếp hotline luôn 0786 46036 để có nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho anh em, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra bên mình có hỗ trợ trả góp cho anh em tất cả dòng xe hồi nãy mình giới thiệu nha. Chỉ cần đưa trước 20 đến 30% giá xe thì bên mình sẽ hỗ trợ anh em nhận xe ngay tại cửa hàng luôn,
hồ sơ cực kỳ đơn giản, chỉ cần chứng minh giấy bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu là anh em sẽ sở hữu được xe rồi. Làm hồ sơ nhanh chóng trong vòng 30 phút.